Xin chào các bạn, hôm nay Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn dòng nhớt Amsoil Performance 10W40. Thì đối với đặc tính của dòng nhớt này, nó sẽ đem lại cái sự mát máy cho cái động cơ xe của các bạn, rất là thích hợp với những cái động cơ xe mà chúng ta thường xuyên hoạt động với công suất cao, điển hình như là Winner hay là Exciter. Đối với dòng nhớt này, chúng ta còn có thể sử dụng cho những cái dòng xe số phổ thông như là Future, Quay hay là Rim. Ngoài những tính năng như Vinh vừa mới nói ra thì dòng nhớt này còn có những cái công nghệ rất là đặc biệt bên trong nó mà bây giờ Vinh sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Nhớt Amsoil Performance 10W40 là một dòng nhớt tổng hợp 100% với quy trình sản xuất tiên tiến công nghệ đến từ Mỹ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế SN, Gaso là MA, MA2 với những ưu điểm đi kèm. Hoạt động linh hoạt giúp giảm ma sát một cách hiệu quả trong quá trình mà xe vận hành, bổ sung các chất phụ gia đặc biệt, giảm quá trình oxy hóa và ăn mòn các linh kiện động cơ, giúp cho động cơ luôn vận hành một cách mượt mà, bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Làm mát cho động cơ khi xe hoạt động ở nhiệt độ cao, làm sạch động cơ và ngăn ngừa bám cặn. Thời gian sử dụng của dòng nhớt này là từ 2.000 cho đến 2.200 km. Theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì đây là một dòng nhớt vô cùng lý tưởng dành cho những dòng xe số, xe côn tay và kể cả những dòng xe phân khối lớn. Dòng nhớt này sẽ giúp bảo vệ động cơ được tốt hơn, hỗ trợ vận hành một cách ổn định. Thì đối với những cái công nghệ có bên trong dòng nhớt này, Vinh cảm thấy rằng nó sẽ rất là phù hợp với những cái xe nào mà chúng ta thường xuyên đi tour, điển hình như là Winner hay là Exciter ở đây. Với cái cấp nhớt 40 này, chúng ta còn có thể sử dụng riêng cho những cái dòng xe số của Yamaha, bởi vì họ khuyến cáo là sử dụng những cái cấp nhớt 40 dành cho xe của mình. Còn đối với cái nhu cầu đi lại thiết yếu ở trên thị trường thì đối với cấp nhớt 40, chúng ta có thể đi xen kẽ trong thành phố và lẫn đường trường thì rất là thích hợp với những bạn nào mà chúng ta mê xe dịch nha. Đối với cái dòng nhớt này, chúng ta sẽ có giá bán là 190.000 cho mỗi bình, và còn có thêm nhớt chiếc lẻ với dung tích là 150ml sẽ có giá là 34.000 mỗi bình nha các bạn. Thích hợp cho những cái dòng xe Winner, Raider, Sachi là chúng ta thay nhớt lẻ. Bây giờ Vinh sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về quy trình thay nhớt bên shop hai bánh. Đầu tiên thì tất nhiên chúng ta sẽ phải xả con ốc nhớt bên dưới xe ra rồi. Bên shop hai bánh luôn luôn là xả nhớt theo cái cách tự nhiên nhất, không sử dụng giò xịt cũng không sử dụng máy hút nha các bạn. Đấy, xả nhớt xong thì cũng cẩn thận lau chùi lại con ốc xả nhớt sau đó và gắn lại vào bên trong xe của khách nè. Tiếp theo là quấn một cái khăn vào để không làm hư cái phần ốc thâm nhớt của xe. Đó, dặn ra một cái rồi mới sử dụng tay để tháo ra. Bây giờ là đến cái công đoạn là châm nhớt mới vào cho xe nè. Châm là luôn luôn đúng dung tích nhớt theo từng dòng xe nha. Và nhớt dư chúng tôi sẽ gói cẩn thận và trả về lại cho khách hàng thân yêu của mình. Đấy, bây giờ là gắn trả lại con ốc thâm nhớt vào. Thế là hoàn thành cái công đoạn thay nhớt rồi. Và mức giá trên được Vinh cập nhật vào tháng 5 năm 2022 nha các bạn. Vinh nghĩ rằng với những chia sẻ như vậy của Vinh đã giúp cho các bạn có thêm một cái dòng nhớt lựa chọn cho dòng xe số, xe côn tay của mình. Đó là những gì Vinh muốn chia sẻ đến cho các bạn trong video clip này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.